chào cả nhà ha. Thì bữa nay là chúng ta lại nói về cái vấn đề tái canh cà phê tiếp ha. Thực ra thì mình đã có một cái video nói về lưu ý khi tái canh cà phê, và các bạn có thể xem lại video này nhé. Thì hôm nay sẵn đây là mình đang đi tại vườn nên là quay cho các bạn luôn. Mình sẽ nói về những cái thực tế. Ở đây các bạn để ý nhé, cái vườn cà này của mình cũng đã, đây là chúng ta đang tiến hành tái canh và mình chọn hình thức là cưa ghép cải tạo. Đầu tiên nếu mà nói về cưa ghép ấy, thì có nhiều bác khi mà cưa ghép thì chọn cách cưa cao hoặc là cưa thấp xuống, nhưng mà mình ở đây thì mình chọn hai hình thức luôn, có nghĩa là mình vừa cưa cao lên và lại kia cưa thấp nhé. Thế đây mình muốn nói ở đây với các bạn, muốn chia sẻ ở đây với các bạn là về cái cưa cao. Đây cũng là một cách mà ở bên Lâm Đồng có nhiều cô bác nông dân đang thực hiện hình thức này. Tức là mục đích chúng ta cưa cao như vậy để chúng ta ghép theo kiểu là ghép cành vào chồi. Đây là một cái cách ghép mới mà theo đánh giá thì rất là hiệu quả. Mà mình nghĩ là cái cách ghép này thì nó cũng có rất là nhiều ưu điểm, như là chúng ta có thể áp dụng trong cái trường hợp mà cây cà phê bị khuyết tán và chúng ta tạo tán theo cái ý muốn của mình. Tức là ví dụ như một chồi mà nó lên mọc ở đây thì các bạn là sẽ tiến hành ghép cành vào chồi, cành vào chồi đúng không? Cành vào chồi ở đây thì nó mọc ra đều hai bên đấy. Đó cũng là một hình thức để các bạn tham khảo. Ở đây thì mình cũng đang thử nghiệm đây. Mình đang cắt một số cây cắt cao lên như vậy để chúng ta thể tiến hành ghép cành vào chồi. Thì mình lưu ý là sau này khi mình ghép thành công thì mình sẽ quay lên cho các bạn. Và nếu mà có thất bại thì mình vẫn sẽ quay review cho các bạn đánh giá nhé. Rồi. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ luôn về cái vấn đề cưa cây. Là các bạn sẽ cưa xéo một góc này khoảng 45 độ nhé. Thì chúng ta không nên cưa ngang này. Thì khi mà cưa ngang này thì có nhiều cái bất lợi lắm. Ví dụ như trong mùa mưa, nếu mà chúng ta cưa ngang thì nước sẽ đọng ở trên này và sẽ xảy ra cái tình trạng là thối thân. Đấy, các bạn có thể để ý là có nhiều trường hợp như vậy rồi. Nếu mà không tin thì các bạn cứ khi bà con cứ cưa ghép như vậy rồi các bạn sẽ tự kiểm chứng thôi. Cái này thì mình gặp nhiều, cái mình không nói đây này. Cái này ngày trước là mình dùng dao chặt thì cái này nó hiện tượng thối như vậy. Khi mà trường hợp chúng ta cưa ngang như vậy thì nước nó sẽ chảy ra đây, nó tránh được cái tình trạng là nước sẽ đọng ở đây mà gây ra hiện tượng nấm bệnh ở đây. Thì nếu mà để mà an toàn hơn thì các bạn hoàn toàn sau khi cưa xong á, chúng ta có thể dùng mancozeb cộng với metalaxy ta bôi vào đây, hoặc là alif là đồng bọc đô cũng được, đọng được, chúng ta trộn theo cái tỷ lệ khi mà nó láng sệt sệt là được nhé. Quét vào đây thì sẽ tránh được cái tình trạng nấm bệnh thối thân đây đó. Thì trong cái video lần trước mình cũng có nói luôn là nếu mà quý bà con chúng ta muốn tái canh ấy, chúng ta phải hết sức lưu ý là chúng ta phải kiểm tra bộ rễ của cây. Có nghĩa là nếu mà rễ cây mà có những cái nốt sưng kiểu là tuyến trùng hoặc là thối đen đầu rễ thì vườn cây bị chết do những cái tình trạng như vậy ấy, là chúng ta không nên tái canh lại. Có nghĩa là chúng ta phải múc đạn trồng cây khác trong vòng 3 năm và tiến hành xoát rễ, đốt hết những cái rễ mà nó có bị đốt nứt dần á, do con tuyến trùng Meloidovin hoặc là thối rễ đen rễ này, do con nấm Rhizoctonia solani hoặc là Fusarium kết hợp với Pithium, hoặc là ba con nấm này hoặc là tuyến trùng. Các bạn nhớ nhé, nếu mà đất mà chúng ta mà như vậy thì chúng ta không được
tái canh mà phải luân canh xen vào cây trồng khác trong vòng 2 đến 3 năm. Đấy thì ở đây cái đất này của mình ấy, thì nó không có bị cái hiện tượng gọi là nốt sần hoặc là thối vệ tơ nhé. Cà của mình khi mà mình cắt ấy, cái cây nó còn sinh trưởng mạnh lắm, nhưng mà nó bị cái vấn đề gọi là cái giống cũ năng suất nó rất là kém. Thêm một cái nữa là nó bị sâu bệnh rất là nhiều và rậm rạp, và mình muốn tái cây mình chọn một cái giống khác mà nó có khả năng kháng được cái bệnh thủy sắt nấm hồng đó. Thì ở đây trong cái giai đoạn hiện tại thì các bạn có thể tham khảo một số cái giống như là TR4 hoặc là cà dây. Thế như ở cái đất này của mình là mình thấy cà dây hợp nhất này. Đất này thuộc cái dạng hệ đất mỡ gà, đất nâu vàng. Các bạn nhìn vậy chứ mà đào xuống tầm 60 phân là bắt đầu có đá sỏi. Chỗ này thì còn tầm 50 phân như vậy, nhưng dưới kia đào xuống tầm 30 phân là nó bắt đầu xuất hiện đá rồi. Đất này nếu mà trồng cây ăn cây có múi, quýt, bưởi thì rất là hợp luôn. Nói nên có thể là các bạn không tin nhưng mà mình đã trồng thử quýt với lại bưởi rất là nhiều trái. Đó thì các bạn nhớ những cái lưu ý mà mình chia sẻ ở đây thì sẽ có rất là nhiều cô bác cũng đã biết rồi, nhưng mà cũng có nhiều cô bác và anh chị em chúng ta chưa biết được, chưa nắm rõ được. Thực ra nếu mà tái canh thì nó liên quan đến cái giai đoạn kiến thiết cơ bản, mà giai đoạn kiến thiết cơ bản thì rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta làm đúng thì sau này thời kỳ kinh doanh nó sẽ hạn chế được cái tình trạng là cây bị vàng lá chết chậm. Bởi vì các bạn biết là thời điểm hiện tại thì có nhiều vườn nó tái canh múc đi theo cái hình thức trồng mới ấy. Thì mình để ý là được có khoảng tầm 60%, nhưng mà chúng ta vẫn chưa chắc đâu. Khi mà đến năm sang năm thứ 3 bắt đầu thu hoạch, năm thứ 4 bắt đầu thu hoạch rồi, đất cây bắt đầu bị vàng và sau đó là chết do cái hiện tượng thuế nó bị thối. Thì cây trồng giao tiếp với chúng ta qua bộ tán lá nhé. Các bạn cứ quan sát tán lá, nếu như mà nó có hiện trạng vàng mà đứng sinh trưởng là các bạn hãy kiểm tra bộ rễ ngay. Bởi vì khi nó đã vàng thì nó bắt đầu cây nó sẽ không có hiện trạng hấp thụ dinh dưỡng cũng như là nước, cho nên là nó sẽ đứng sinh trưởng. Rễ nó bị thối rồi mà. Cái này thì đơn giản. Ở đây mình cắt. Cái này cắt cũng tương đối khá lâu rồi. Đây mình có múc thêm cái hố. Thì trong cái giai đoạn ghép này mình sẽ tiến hành trồng sen và cây trồng khác. Ở đây mình chọn là chanh dây. Đấy các bạn thấy này, đó, đào lên một tí rồi nó có đá được nhé. Đất này không giống như kiểu đất đỏ Ba Gian đâu, nên là cà nó cũng không năng suất được cho nó. Nếu mà chúng ta chọn một cái giống mà nó năng suất cao quá thì buộc chúng ta phải chăm mạnh. Mà chăm mạnh mình nghĩ đối với cái đất này dế mà không dế nó mà không phát triển được mạnh ấy, thì khả năng nó hút dinh dưỡng rồi nó cũng bị hạn chế ra, thì năng suất nó cũng sẽ không cao được như trên cái đất đỏ Ba Gian đâu. Đấy, các bạn lưu ý là nếu mà đất xấu chúng ta có thể ưu tiên một số cái giống như là cà dây mình thấy tương đối là phù hợp, mình đã ghép cải tạo. Thì trong số những cái video trước mình cũng đã chia sẻ với các bạn, nên mình cưa theo cái hình thức đó. Đây. Cưa xéo một góc 45 độ. Cách cưa của mình là mình chọn theo hình thức là đây nhá, 45 phân hoặc 35 đến 45 phân. Thường thì nếu mà đúng kỹ thuật của nó là 35 đến 40 phân thôi. Mà các bạn cưa sao cũng được. Nhiều chỗ người ta còn cưa mỗi cành đi để ghép chồi, ghép cành vào chồi để chúng ta tạo tán luôn. Thì mình thấy cái hình thức đấy cũng hay, nhưng không thấy mình nói đâu. Chắc là sau này mình sẽ làm một cái video đánh giá về cái hiện tượng ở đấy. Nó đánh giá về cái ghép theo hình thức là
cành hoặc chồi để thứ nhất là cái hiện tượng khuyết tán như cây cà phê, chúng ta có thể chọn hình thức đấy. Mình thấy thì ở đây ghép, nếu mà ghép cải tạo ấy, cái vườn các bạn mà cây mà còn gốc rễ nó còn khỏe ấy, thì chúng ta có thể chọn hình thức ghép cải tạo rất là nhanh luôn. Ví dụ như đầu mùa mưa năm nay mà ghép thì sang năm á là chúng ta sẽ có được cây sẽ có trái ngay, thu chúng ta có thu bói đâu. Chứ mà trồng thì trồng thì ít nhất phải 3 năm nữa mới có thu. Thành ra nếu mà cái vườn các bạn mà ấy thì các bạn muốn chọn hình thức ghép ấy cũng được, hoặc là múc đi để trồng mới cũng được. Nhưng mà theo ý của mình để phá đi rất là nhiều. Một đấy cũng là một nguyên nhân, giá thấp cũng là một nguyên nhân. Thứ hai đó là cà với nhiều hộ nông hộ bây giờ là đã đến cái tuổi gọi là nó qua cái giai đoạn này, qua cái chu kỳ kinh doanh buộc chúng ta phải phá đi để trồng mới. Thì có thể là trong vài năm tới là cà, cái sản lượng cà phê của Việt Nam chúng ta sẽ bị thấp, thấp về mặt sản lượng nhé, mình không nói về mặt năng suất nhé, sản lượng có thể thấp đi rất là nhiều, tại vì bây giờ họ mới phá đi trồng tiêu, trồng chanh cũng tương đối nhiều. Mà các bạn biết là cà ấy là một trong năm cái loại cây công nghiệp của Việt Nam và nó là số 1 luôn nhé. Trong năm loại cây công nghiệp là cà phê, cao su, tiêu, điều. Cà phê, cao su, tiêu, điều, 4 cây. Còn một cây nữa là gì ta? Thôi quên, quên, kệ. Khi nào nhớ nhắc sau ha. Dù các bạn muốn hay không ấy, thì cà phê nó vẫn được thế giới sử dụng rất là nhiều. Chỉ cần chúng ta đi đúng phương pháp thì chúng ta hoàn toàn có thể làm giàu từ cà phê. Như cái thời ngày xưa thì các bạn biết là chỉ cần 5 xào cà thì nhiều bà con chúng ta là nuôi sống là gia đình. Thời đó mà làm được 5 xào cà là hơi mạnh đó. Các bạn biết là cái thời ở giai đoạn hiện tại cà phê Việt Nam xuất khẩu sang nước ngoài chủ yếu là cái dạng thô thôi, nên giá thành sẽ bị ép là đúng rồi. Còn nếu như các bạn thấy không, một cái thương hiệu như Trung Nguyên, Đặng Lê Nguyên Vũ ấy, các bạn biết rồi ấy, phải nói là một ông ấy
là một người rất giỏi mà để nhiều người Việt Nam chúng ta phải học. Ông đi xây dựng nên một thương hiệu mà cà phê của chúng ta bán ra toàn thế giới. Đó. Chỉ cần tương lai chúng ta có những cái hướng đi đúng đắn như vậy thì cà của chúng ta không sợ mà rất giá. Bởi vì nhu cầu sử dụng cà phê thì các bạn biết không, không bao giờ mất đi. Rồi bây giờ nói lan man vậy thôi, cũng chẳng có gì chia sẻ cùng các bạn. Hy vọng là với vài điều nhỏ nhoi như vậy có thể là đồng cảm cùng các bạn, cũng như là giúp ích được cho các bạn một phần nào đó cái kiến thức khi mà chúng ta muốn tái canh. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này nhé. Bây giờ có lẽ là mình sẽ dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào mà muốn nghe tư vấn từ nông nghiệp 365 ngày ấy, thì hãy để lại comment nhé. Và nếu mà ai mà có ý kiến đóng góp thì cứ để lại dưới bình luận dưới video này. Mình sẽ cố gắng. Khi mà các bạn đóng góp ấy, nhớ kèm theo giải pháp nhé. Mình không chấp nhận cái kiểu hình thức mà nhiều người vào đây nói chửi bới những cái câu rất là khó nghe, trong khi đó bản thân mình lại không làm được một cái gì đó cho ra hồn nữa, nhưng lại đi nói người khác như vậy. Nếu như các bạn giỏi ấy, các bạn cứ đóng góp và đưa ra giải pháp bằng chứng đàng hoàng. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại mới rồi, chúng ta nói chuyện bằng kết quả nhé, không có nói chuyện lý thuyết suông đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này. Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống.